Ngày 6 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện hàng loạt cuộc gọi điện thoại lừa đảo. Không ít phụ huynh đã dính bẫy các đối tượng lừa đảo với chiêu thức có con cấp cứu. Trong ngày, bạn đọc có số điện thoại 090-003 cũng gọi đường dây nóng báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết đã tiếp nhận một cuộc gọi lừa đảo. Đầu dây bên kia tự xưng là công an quận 3 và cho biết đang nhận một thông báo của tòa án thành phố Hà Nội. Nội dung thông báo là khởi kiện đích danh bạn đọc với số điện thoại di động, địa chỉ nhà đã vay tiền ngân hàng nhưng không trả. Bọn chúng cũng yêu cầu chuyển ngay số tiền 40 triệu đồng để được tại ngoại trong quá trình điều tra. Bạn đọc đề nghị không chuyển tiền mà sẽ giao số tiền nêu trên tại cơ quan công an, nơi mình đang cư trú. Thế là đầu dây bên kia gằn giọng chửi bới và cúp máy. Ngày 6 tháng 3, nhiều hệ thống trường tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Việt Úc, Vinschool, Á Châu đã gửi thông báo đến toàn thể phụ huynh về việc cảnh báo phương thức lừa đảo mới. Kẻ lừa đảo mạo danh giáo viên hoặc nhân viên nhà trường liên hệ với phụ huynh và báo rằng học sinh bị chấn thương sọ não, vừa nhập viện cần phẫu thuật gấp. Nhà trường không có đủ chi phí nên yêu cầu phụ huynh chuyển khoản trước để kịp thời cứu con. Phòng Giáo dục Đào tạo 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức cũng chỉ đạo hiệu trưởng các đơn vị trường học cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho phụ huynh. Theo chuyên gia xã hội và pháp luật, người dân cần kiên quyết không chuyển tiền hay thực hiện việc chuyển nội dung tài khoản ngân hàng, mã PIN, thông tin thẻ ATM và trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Phụ huynh cần lưu lại số điện thoại khẩn cấp của nhà trường, thầy cô chủ nhiệm cũng như trang Zalo, Viber mà các lớp đã tạo lập và hoạt động để khi cần có thể liên lạc xác minh. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tập trung phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ sự việc. Ngày 7 tháng 3, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cho biết, trực thăng EC-225 số hiệu VN-8622 đã hạ cánh xuống bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, kịp thời đưa ngư dân bị đột quỵ não từ đảo Sông Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị. Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 5 tháng 3, nam bệnh nhân HB, 71 tuổi, ngụ Quảng Nam, khi đang khai thác hải sản trên biển thì đột nhiên ngã ra, sau đó bị liệt nửa người phải, không giao tiếp được. Các ngư dân nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bệnh xá đảo Sông Tử Tây vào lúc 20 giờ 50 phút cùng ngày. Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, binh đoàn 18 nhanh chóng điều động trực thăng EC-225 số hiệu VN-8622 phối hợp với tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Thượng úy bác sĩ Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng, xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay đã đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175 an toàn vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 6 tháng 3. Đội ngũ các y bác sĩ khẩn trương đưa bệnh nhân vào trung tâm cấp cứu Bệnh viện Quân y 175. Thượng úy bác sĩ Tạ Văn Bạch cho biết, bệnh nhân có những thời điểm huyết áp rất cao, chúng tôi phải dùng phương pháp hạ áp bằng thuốc đường tĩnh mạch. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Ngày 6 tháng 3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện có 61 trên 281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động. Trong đó có 53 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động do phục vụ hoạt động điều tra, 8 trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện hoạt động theo Nghị định số 139/2018/NĐ-CP. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 9 trung tâm đăng kiểm với 17 dây chuyền kiểm định. Tại Hà Nội có 22 trên 31 đơn vị đăng kiểm với 41 dây chuyền kiểm định bị tạm dừng hoạt động, khiến tình trạng ùn tắc đăng kiểm tái diễn ngày càng nghiêm trọng. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong bối cảnh thiếu hụt đăng kiểm viên sau loạt sai phạm xảy ra tại 61 đơn vị đăng kiểm trong cả nước, tập trung nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tình trạng ùn tắc đăng kiểm sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới. Dự tính khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân sụt giảm mạnh, ước chỉ đạt khoảng 50% ở thành phố Hồ Chí Minh và 40% ở Hà Nội. Để tiết kiệm thời gian, giảm quá tải tại các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm khuyến cáo, người dân chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, kiểm tra giấy thế chấp vay ngân hàng trước khi đưa xe đi kiểm định. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo tháng 3 năm 2023 là thời điểm xâm nhập mặn xảy ra lớn nhất trong mùa khô năm nay trên các cửa sông chính Cửu Long. Tại Vĩnh Long đã ghi nhận độ mặn 4,7 phần ngàn xuất hiện ở một số tuyến sông. Năm nay, người dân không còn lo lắng thiệt hại do mặn xâm nhập giảm đáng kể nhờ hệ thống báo động bằng phần mềm CMS được thiết lập đến tận ấp, khóm và hệ thống đề bao khép kín. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Vũng Liêm thường xuyên cập nhật quan trắc đo mặn tại các địa điểm ven sông Cổ Chiên, sông Măng Thít
và trong nội đồng để có số liệu cụ thể mới tiến hành điều hành, vận hành các cống hiệu quả. Tại Hậu Giang, hiện cán bộ ngành nông nghiệp túc trực đo độ mặn trên các trục sông chính hướng Biển Đông và Biển Tây. Khi phát hiện mặn xâm nhập, địa phương sẽ vận hành đóng cống và triển khai đắp các đập thời vụ. Ngoài hệ thống cống đã có, tỉnh Hậu Giang sẽ đắp thêm 110 đập thời vụ ở khu vực huyện Vị Thủy để kịp thời ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương, chính quyền địa phương xác nhận ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đâm trực diện giữa xe khách và xe tải ở miền Trung Ghana. Tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm ngày 5 tháng 3, xe khách chở khoảng 52 người đang di chuyển từ khu vực phía Bắc đến Kumasi, thành phố lớn thứ hai của Ghana, đâm vào một xe tải chạy ngược chiều khi tới khu vực trên. Các nhân chứng cho biết 21 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và một người khác tử vong trong bệnh viện. Trong số những người thiệt mạng có 4 phụ nữ, 1 trẻ em và 17 nam giới. Những hành khách sống sót trên xe khách cho biết tài xế xe tải đã cố gắng tránh một xe tải khác đang dừng trên đường và lao sang làn đường ngược chiều dẫn đến vụ va chạm. Ở tuổi 37, tiền vệ Luka Modric vẫn có tên trong kế hoạch tranh vé dự giải vô địch châu Âu trên đất Đức vào năm 2024. Huấn luyện viên Latko Dalic vừa đưa ngôi sao kỳ cựu của Real Madrid vào thành phần 25 cầu thủ Croatia tham dự loạt trận vòng loại vào tháng 3 này. Đệ tam anh hào thế giới sẽ khởi động vòng loại Euro 2024 khi tiếp xứ Wales trên sân nhà vào ngày 25 tháng 3 và làm khách đến Thổ Nhĩ Kỳ sau đó 3 ngày. Croatia nằm trong bảng đấu 5 đội, còn bao gồm hai đối thủ bị đánh giá thấp, Armenia và Latvia. Hai đội đầu bảng sẽ giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2024 tại Đức. Với việc tiếp tục có tên, Modric cho thấy đang sẵn sàng cho giải đấu lớn sắp tới, dù khi đó anh sắp bước sang sinh nhật thứ 39. Nhưng trước mắt, tiền vệ kỳ cựu này sẽ nối dài kỷ lục số lần khoác áo đội tuyển quốc gia lên hơn con số 162. Dù lớn tuổi, Modric vẫn là vị trí không thể thiếu trong đội hình Real Madrid mùa này. Chơi 22 trên 24 trận tại La Liga và ghi 4 bàn, thêm 5 lần ra sân ở Champions League và đóng góp 2 pha lập công.